Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người kế tiếp là Nguyễn Thị Loan, pháp danh Hoa Minh. Vậy đây là cái người theo thực dưỡng cũng đã nhiều năm và trị hết cái bệnh tiểu đường cũng đã nhiều năm không tái lại. Con kính chào Thầy và con kính chào tất cả chư Tăng Ni và con kính chào tất cả Phật tử. Con là Nguyễn Thị Loan, 76 tuổi, ở 290 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3. Con bị bệnh tiểu đường từ năm 2004. Hồi trước á thì con mập 50 mấy ký, xong rồi cái tự nhiên nó sụt cân, cái con đi bác sĩ Nguyễn Trãi á, cho con là bị tiểu đường tiếp 2, rồi cho con uống thuốc mỗi ngày, được nhiều thuốc lắm, nhưng mà con để ý á, hãy mỗi một lần mà uống thuốc á thì bệnh nó dễ chịu ở trong người, mà sau khi hết cái tác dụng thuốc á thì người trở lại mệt mỏi trở lại. Con cứ suy nghĩ là không lẽ mình cứ phải uống thuốc như thế này hoài sao. Đến một hôm con có một chị bạn tên là Diệu Tịnh nhắc con là ăn gạo lứt muối mè thầy Tuệ Hải ở chùa Long Hương á thì khỏi bị, không cần uống thuốc mà hết bệnh. Xong rồi con đến chùa thầy Long Hương, con gặp thầy, thầy cho con ăn số 7. Mà lúc đó thầy cho con ăn số 7 tới 5 tháng là con bị giảm cân rất nhiều, 50 ký, bây giờ còn có 30 mấy ký. Xong rồi con thấy là lạ một điều là ốm, nhưng mà sức khỏe lại không có giống như là mình uống thuốc tây, vẫn khỏe, làm việc bình thường. Xong rồi con ăn ra theo thầy dạy, con ăn rất kỹ, hiện tới bây giờ con vẫn còn ăn và không uống thuốc. Mỗi tháng đi khám bác sĩ một lần và 6 tháng con đi thử máu lại thì không có gì hết. Và hiện bây giờ con cũng cảm thấy rằng là con chưa có bị một biến chứng nào về tiểu đường. Và bây giờ thì con phát hiện là chắc con không có bị biến chứng gì nữa đâu. Tại vì con đã ăn thực dưỡng tới 7-8 năm nay rồi. Và bây giờ thì không thấy có bệnh gì nữa hết. Đó là những cái việc mà con ăn dưỡng sinh Osawa theo thầy chỉ dạy. Con ăn rất là nghiêm túc, không có mà ăn bừa bãi, không ăn nhiều, ăn vừa đủ. Và ăn những thức ăn mà con chọn, thầy chỉ là dương âm thế nào con cũng biết hết. Thành ra bây giờ con được khỏe mạnh. Con xin nói lại những cái điều mà con đã biết cho tất cả chư vị ở đây cũng nên theo phương pháp Osawa, nhưng mà phải rất là kỹ, đừng có mà vì thức ăn nó làm cho mình quên đi rồi mình sẽ bị bệnh là trở lại thì hơi khó chữa lắm. Con kính thưa Thầy, con nói như thế là được. Bây giờ thì cái thời gian có hạn và chương trình sắp tới là chúng ta sẽ đốt nhang để cúng tiên sinh Osawa. Và
Chiều nay thì 2 giờ chúng tôi sẽ trở lại đây để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Ngài có cái thắc mắc trong cái việc ăn uống cũng như là thắc mắc đạo lý thì quý vị chuẩn bị câu hỏi. Chiều nay chúng tôi sẽ trả lời tới khi nào quý vị hết hỏi rồi nghỉ, không biết tới chừng nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy và trình tự chúng ta sẽ đốt nhang để tưởng niệm thương sinh. Còn danh sách còn lại thì quý vị cũng chuẩn bị, tức là sau khi đốt nhang tưởng niệm thương sinh rồi thì cái ban ghi hình thu âm vẫn tiếp tục làm việc. Mời toàn thể cho chúng ta.